Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ có các tin chính sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình yêu cầu huyện Vũ Thư không được chủ quan lơ là, nhanh chóng khắc phục hậu quả của dịch bệnh tả lợn châu Phi, không để dịch bệnh lây lan. Bằng mọi biện pháp, các địa phương cần mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh. Các hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đó là những tin chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thưa quý vị và các bạn. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi, sáng nay đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Vũ Thư. Theo báo cáo nhanh, huyện Vũ Thư hiện có khoảng 5.000 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn 56.000 con. Từ ngày 2 tháng 10 đã phát sinh ổ dịch tại thị trấn Vũ Thư, đến nay đã tiêu hủy 325 con, tổng trọng lượng hơn 15 tấn của 77 hộ tại 5 xã thị trấn, gồm thị trấn Vũ Thư, xã Hòa Bình, Việt Hùng, Minh Khai và xã Tân Lập. Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Vũ Thư chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đáp ứng yêu cầu chăn nuôi theo quy định. Một số hộ tận dụng thức ăn thừa cho lợn mà không qua xử lý nhiệt. Việc kiểm soát buôn bán, giết mổ lợn chưa chặt chẽ và ý thức chăn nuôi của một số hộ dân kém. Trước tình hình này, huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương khoanh vùng dập dịch, đặc biệt là đẩy mạnh vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, khẩn trương tiêu hủy lợn chết, xử lý các ổ dịch, cung cấp đầy đủ hóa chất và vôi bột để các địa phương xử lý dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân và các hộ chăn nuôi về các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Vũ Thư có chiều hướng nghiêm trọng và lây lan trên diện rộng. Đồng chí cho rằng huyện Vũ Thư vẫn chưa tập trung, thiếu quyết liệt, đồng bộ trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đồng chí đề nghị huyện Vũ Thư không được chủ quan lơ là, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan sang các khu vực khác, huyện khác. Đồng chí đề nghị huyện Vũ Thư trước mắt phải xác định rõ được nguyên nhân gây ra dịch bệnh, từ đó có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Phải kiểm soát tốt mọi cửa ngõ, tuyến đường vận chuyển ra vào huyện 24/24 giờ. Các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an, các phòng ban chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội phải có kế hoạch, phối hợp và cuộc quyết liệt đồng bộ, hiệu quả dưới sự chỉ đạo của huyện Vũ Thư. Đồng chí lưu ý huyện Vũ Thư phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật để các hộ chăn nuôi nâng cao ý thức và kỹ năng trong phòng chống dịch bệnh, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Các ông chí đừng nghĩ rằng là giờ đây các ông chí có cái chốt ngăn chặn mầm bệnh từ ngoài vào, nó đang nằm trong chúng ta rồi. Phải không ạ? Mà ngăn chặn đây chính là ngăn chặn lây lan ra các địa bàn khác. Trách nhiệm của Vũ Thư với các địa bàn thì phải xác định rõ như thế, thì các ông chí với có cái biện pháp phù hợp và chính những cán bộ tham gia vào thực thi nhiệm vụ mới thấy hết trách nhiệm của mình. Cho nên tóm lại một lần nữa, tôi yêu cầu huyện ủy Vũ Thư, ủy ban dân huyện Vũ Thư rà soát lại toàn bộ các cái chỉ đạo, các biện pháp, các kế hoạch triển khai, rồi một lần nữa kiểm tra lại tất cả sự sẵn sàng vào cuộc đồng bộ của cả người, phương tiện, vật tư cũng như là các cái phương tiện tuyên truyền khác, để phải đến tận người dân, đến tận hộ gia đình chăn nuôi và tất cả các tổ chức đoàn thể phải đồng bộ vào cuộc, để đảm bảo là sau 17 ngày nữa, thậm chí 21 ngày nữa là không phát sinh dịch trên địa bàn thì ta mới có điều kiện để công bố hết dịch trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện Vũ Thư phải quyết liệt hơn nữa trong phòng chống dịch, nếu để dịch bệnh lây lan diễn biến phức tạp phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình thường xuyên chỉ đạo đôn đốc quyết liệt phòng chống dịch, ngành nông nghiệp phải bám sát tình hình dịch bệnh tại huyện Vũ Thư để có hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, bảo vệ tài sản, thành quả của các hộ chăn nuôi cũng như thành quả của ngành nông nghiệp trong năm 2020. Trước đó, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự lễ phát động trồng cây ưa lạnh vụ đông xuân năm 2020-2021 tại xã Vũ An, huyện Kiến Sương. Vụ đông xuân năm 2020-2021
tỉnh Thái Bình phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch trên 36.000 ha cây vụ đông. Đến nay toàn tỉnh đã trồng được hơn 21.000 ha cây vụ đông, đạt khoảng 60% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu bão số 7, làm trên 10.000 ha cây vụ đông bị thiệt hại. Nếu không khẩn trương tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh thì nguy cơ sẽ không đạt được kế hoạch mục tiêu sản xuất vụ đông, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, quá trình phục hồi tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh. Từ nay đến ngày 15 tháng 11, phấn đấu phải hoàn thành việc gieo trồng trên 24.000 ha cây vụ đông ưa lạnh, trong đó trọng tâm là cây khoai tây 4.000 ha, cây rau đậu các loại từ 20.000 ha trở lên. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, giá trị sản xuất và lợi ích kinh tế mà cây vụ đông đem lại là rất lớn đối với nền nông nghiệp của tỉnh và thu nhập của người nông dân. Tuy nhiên, diện tích trồng cây vụ đông hiện nay là chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng diện tích cây vụ đông là rất quan trọng. Đồng chí đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức phát động cho bà con nông dân trồng cây vụ đông ưa lạnh, trong đó chủ lực là cây khoai tây và rau đậu các loại, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tỉnh đã đặt ra. Đề nghị các huyện là chúng ta cũng phải chủ động bố trí lấy cái quỹ đất, tạo quỹ đất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con nông dân chúng ta có cái điều kiện thâm canh và tổ chức sản xuất vụ đông năm 2020. Cái thứ hai nữa là tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là chúng ta cũng phải chú trọng trong cái việc là hướng dẫn các biện pháp bảo vệ chăm sóc cái diện tích cây vụ đông hiện nay đã có để bảo vệ và có cái giá trị năng suất của cái diện tích cây vụ đông ưa ấm mà chúng ta đã trồng, và tập trung vào theo dõi bám sát đồng ruộng để theo dõi hướng dẫn khuyến cáo về mặt kỹ thuật để tổ chăm sóc và gieo trồng vụ đông ưa lạnh cho hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phát động tới các thành viên, hội viên tổ chức hội tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây vụ đông, tạo sức lan tỏa đến các hộ nông dân, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nghị quyết mà tỉnh Thái Bình đã đặt ra trong phát triển nông nghiệp nông thôn nói chung và phát triển cây vụ đông nói riêng trên địa bàn tỉnh hiệu quả trong thời gian tới. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã trao hỗ trợ hạt giống rau màu vụ đông cho xã Vũ An và các huyện, thành phố. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đông Phong, huyện Đông Hưng và cụm công nghiệp Bình Minh, huyện Kiến Sương. Cụm công nghiệp Đông Phong, huyện Đông Hưng có tổng diện tích 45 ha, được chia làm 3 giai đoạn đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 211 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Danh đăng ký nghiên cứu đầu tư. Cụm công nghiệp Bình Minh, huyện Kiến Sương có diện tích 70 ha, chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Thuận Cường đăng ký nghiên cứu đầu tư. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên hội đồng thẩm định và năng lực chuyên môn, khả năng huy động vốn của các đơn vị đăng ký đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên hội đồng thẩm định căn cứ vào nội dung hồ sơ của từng dự án, đối chiếu với các tiêu chí và các quy định về lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để đánh giá chấm điểm, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Cũng tại cuộc họp đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc Bộ năm 2020 từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 11, quy mô 400 gian hàng với sự tham gia của 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp, từ trưng bày sản phẩm máy móc thiết bị vật tư nông nghiệp đến các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP. Trong đó có gần 200 gian hàng của các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới và nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam vẫn luôn thường trực, chiều nay đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ngày 24 tháng 10 có 3 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 sống và làm việc tại Ba Lan trở về nước. Trong đó có một bệnh nhân số 1154 đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngoài ra còn có 8 trường hợp F1 cũng đang được theo dõi và cách ly tại đây. Nhấn mạnh dịch bệnh vẫn có nguy cơ thường trực, nhất là trong bối cảnh mùa đông đang đến, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, các ngành và người dân không chủ quan trong mọi trường hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch, tiếp tục triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, quản lý tốt các cơ sở cách ly, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, khoanh vùng truy vết kịp thời nếu xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 9.
Theo phân tích, bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam trong đêm nay và rạng sáng ngày mai 28 tháng 10, khu vực chịu ảnh hưởng nặng là miền Trung. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm và có 3 điểm hết sức chú ý là di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Qua đánh giá, đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão đến nay và là số ít trong những cơn bão mạnh nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ. Các chuyên gia cũng nhận định bão số 9 là cơn bão rất đặc biệt. Bão vừa hình thành tới ngày thứ 3 đã đạt trạng thái lớn nhất. Bão đi qua Philippines lại không bị ma sát nhiều, không có vật cản nên đi rất nhanh. Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, không có không khí lạnh, không khí khô để triệt tiêu bớt sức mạnh của bão số 9. Chính vì lẽ đó, cường độ bão rất mạnh, tương đương cơn bão Sang San năm 2006. Tiếp tục các hoạt động chia sẻ với những khó khăn rất lớn của đồng bào miền Trung, nhiều cơ quan đơn vị của Thái Bình đã thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Cùng với đồng bào chiến sĩ cả nước đang hướng về miền Trung thân yêu, Công an tỉnh Thái Bình phát động quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình phát động cán bộ chiến sĩ trong toàn ngành bằng tình cảm và vật chất cùng chung tay hướng về miền Trung ruột thịt, mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Mong muốn mang đến sự cứu trợ kịp thời với đồng bào miền Trung, chỉ sau 5 ngày, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đông Hưng đã vận động được hơn 200 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm như trên 8 tấn gạo, gần 4.000 thùng sữa, ngoài ra còn có lương khô, đèn pin, nước sạch. Cuộc vận động quyên góp ủng hộ vẫn đang được tiếp tục nhằm giúp đồng bào miền Trung sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống. Ngay sau khi phát động chương trình quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung, cán bộ, giáo viên và gần 2.000 học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đóng góp được số tiền gần 30 triệu đồng. Số tiền được nhà trường công khai và trực tiếp cùng Hội Chữ Thập Đỏ huyện Vũ Thư vào trực tiếp hai xã Hải Dương và Hải Quế của tỉnh Quảng Trị để cứu trợ người dân đang gặp khó khăn. Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2020, đoàn thiện nguyện của Công ty Cổ phần Gạch Ốp Lát Thái Bình và Công ty Cổ phần Celia đã trao 650 suất quà gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men và nước uống cùng 300.000 đồng tiền mặt cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Ngoài ra, đoàn cũng trao 5 tấn gạo tới những người dân ở những xã bị ngập sâu như Bắc Trạch, Bố Trạch, Tây Ninh, Xuân Thủy, An Thủy của tỉnh Quảng Bình và xã Thạch Thắng của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Các tin kinh tế sẽ tiếp tục chương trình thời sự. Sáng nay, đoàn đại biểu cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tham quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành giống cây trồng Việt Nam. Thái Bình Seed có cơ sở vật chất cho nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm, sản xuất, chế biến hạt giống hiện đại. Trong đó có hai nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao theo công nghệ tiên tiến của châu Âu, Phòng Thử nghiệm Quốc gia mã số VILAS 110, Viện Nghiên cứu cây trồng quy mô 153 ha. Năm 2019, tổng lượng hàng hóa mà Thái Bình Seed cung cấp cho thị trường cả nước là 20.000 tấn sản phẩm. Đến nay, Thái Bình Seed đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc và được tặng nhiều phần thưởng cao quý: huân chương độc lập hạng 3, 11 huân chương lao động các loại, huân chương chiến công cùng nhiều bằng khen của các bộ ngành khác. Sau khi tham quan tại nhà máy chế biến, đoàn đại biểu cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã thực tế tại Viện Nghiên cứu cây trồng của tập đoàn. Thưa quý vị và các bạn, khi mà sản xuất với tập quán canh tác truyền thống đang tạo ra những ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, môi trường và cả chính thu nhập của nông dân, thì việc cấy lúa theo hướng hữu cơ chính là giải pháp cho vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng đến với mô hình sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh tại xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ. Những người nông dân nơi đây đang thực hiện hiệu quả mô hình canh tác này chỉ trong vụ đầu thử nghiệm. Nếu sản xuất lúa thông thường, nông dân vất vả phòng trừ sâu bệnh từ 5 đến 7 lần một sào ruộng, thì ông Lê Sĩ Nam, một trong 10 hộ tham gia mô hình, lại giảm được 35% lượng phân bón, hạn chế 1/2 số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Sumagrow. Lá lúa đấy là trong cái thời kỳ đứng cái đấy, làm đồng đấy thì lá là nó rất đẹp, nó không bị cháy đầu lá hoặc này khác. Thì tôi thấy hoặc là bạc lá là nó cũng không có. Mấy hai nữa năm nay thì tôi thí điểm là cái phun cái này thì riêng cái bệnh khô vằn là không có, ruộng nhà tôi đấy. Ít chi phí đi xong là nó đỡ hại độc cho bà con nông dân và nó năng suất hơn.
Tính hiệu quả của mô hình còn thể hiện ở chất lượng của bông lúa. Khi sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, cây lúa đẻ nhánh khỏe hơn so với cây lúa thông thường. Số bông trên khóm và số hạt chắc trên bông cũng cao hơn, nên năng suất lúa đạt từ 66 tạ 1 hecta trở lên. Thì hiện nay với cái xu hướng mà chuyển sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì là chủ trương của tỉnh là đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn Sở Nông nghiệp và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là đẩy mạnh cái việc đưa cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ mở rộng ra ở Thái Bình. Thì đối với cái mô hình thực tế tại đây thì là khi đưa phân bón SumaGrow vào thì là khuyến cáo bà con là giảm 30% cái phân bón hữu cơ. Trong bắt đầu công ty chúng tôi là hỗ trợ bà con là mô hình miễn phí, và ở vụ thứ hai sẽ tiếp tục làm thêm một đợt nữa để giảm tiếp phân hóa học. Định hướng công ty chúng tôi tiếp theo là sẽ nhân rộng trên toàn tỉnh. Thái Bình hiện có tổng diện tích gieo trồng khoảng 225.000 ha. Nếu tính tổng tiền phân bón trong một năm là khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Do vậy, chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ giúp Thái Bình hạn chế được tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, gây ảnh hưởng tới môi trường đất nước và không khí, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người nông dân, phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày qua, các thiết bị máy móc kỹ thuật của đơn vị thi công tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình phải tạm nghỉ nằm chờ việc. Đây là thực trạng đang diễn ra có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án giao thông trọng điểm này, mà nguyên nhân chính là vướng ở công tác giải phóng mặt bằng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Từ một dự án có tiến độ giải phóng mặt bằng ban đầu tương đối nhanh, tuy nhiên đến nay thì tuyến đường bộ ven biển đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là trên diện tích đất ở. Và như quý vị và các bạn đã thấy thì máy móc đang phải nằm im nhiều ngày nay do không có mặt bằng để thi công. Từ tháng 6 đến nay, nhiều máy móc của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh phải nằm đắp chiếu. Những vết han rỉ do thời tiết đang dần hình thành. Trong khi đó, nhiều công nhân phải đi thuê trọ đợi việc. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án và gây thiệt hại về kinh tế cho đơn vị thi công. Bây giờ là hoàn toàn chúng tôi không có mặt bằng nên rất là gây khó khăn và đơn vị thi công cũng rất là tốn kém về cái thiết bị máy móc. Chúng tôi chỉ yêu cầu tức là các ban ngành giải quyết sớm cái mặt bằng cho chúng tôi để chúng tôi có mặt bằng để chúng tôi thi công. Và khi có mặt bằng thì chúng tôi sẵn sàng tức là dồn tất cả các năng lực và các kinh nghiệm của chúng tôi và chúng tôi sẽ đảm bảo là đạt đúng tiến độ mà công trình đã giao cho. Tuyến đường bộ ven biển đi qua hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải trên địa bàn huyện Thái Thụy là 20,6 km. Trong đó, giai đoạn 1 hiện còn 50 mét đất ở liên quan đến 17 hộ dân và giai đoạn 2 còn 740 mét đất ở liên quan đến 102 hộ dân. Hiện nay, việc thu thập hồ sơ liên quan đến nguồn gốc đất của một số hộ dân đang gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, một số hộ dân chưa thống nhất với cách tính về tài sản trong phương án giải phóng mặt bằng. Trong 3 ngày nay chúng tôi đang tiến hành tiếp cận các hộ dân thì nhân dân cũng cơ bản là đồng thuận rất là cao và nó có những cái vấn đề mà đang thì tập trung tháo gỡ. Có một số hộ gia đình thì còn băn khoăn về cái việc giá cả đền bù, thế rồi là băn khoăn về cái việc ra nơi ở mới. Bố trí tái định cư cho người dân thì huyện và xã thì cũng đã bố trí những cái quỹ đất tốt nhất có thể để đảm bảo tính tương đồng cho các cái hộ có đất thu hồi và tái định cư. Cái thứ hai là tập trung giải quyết những cái vướng mắc khó khăn về nguồn gốc đất thì chúng tôi cũng đã xin ý kiến huyện và tỉnh về cái vấn đề này. Mới đây đi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án tuyến đường bộ ven biển. Chính quyền địa phương phải tiếp tục làm tốt công tác vận động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân, xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thời gian thực hiện từng phần việc cụ thể, có phân công phân nhiệm rõ ràng. Tuyến đường bộ ven biển sau khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình, mà cụ thể và trực tiếp là các địa phương nơi có tuyến đường đi qua. Tăng cường kiến thức về các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ và các loại vaccine sử dụng trong tiêm chủng được coi là nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ y tế Trung tâm Tiêm chủng Vaccine và Tư vấn Dinh dưỡng Thái Bình. Để củng cố và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, Trung tâm tổ chức hội thảo cập nhật các bằng chứng khoa học trong điều trị các bệnh nhiễm ở trẻ nhỏ.
Hội thảo cập nhật những nội dung liên quan đến các loại vaccine phòng ngừa bệnh do rotavirus, tác động bền vững và hiệu quả của vaccine Rotarix trong việc làm giảm đáng kể số trường hợp nhiễm rotavirus ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đồng thời phổ biến lịch sử phát triển của vaccine phế cầu, bước tiến về công nghệ của vaccine phế cầu cho trẻ dưới 5 tuổi. Thông tin từ buổi hội thảo đã giúp cán bộ y tế Trung tâm Tiêm chủng Vaccine và Tư vấn Dinh dưỡng Thái Bình nâng cao năng lực chuyên môn để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tiến tới phát triển mạng lưới kiểm soát và dự phòng các bệnh lý truyền nhiễm thường gặp. Hiện trung tâm có một trụ sở chính tại thành phố Thái Bình và 3 chi nhánh tại các thị trấn thuộc huyện Thái Thụy, Tiền Hải và Hưng Hà. Mỗi ngày có 280 đến hơn 300 trẻ được tiêm chủng tại các điểm này. Tiếp theo là một thông tin vui đối với những người hâm mộ môn bóng chuyền. Trận đấu áp chót vòng bảng ngày 26 tháng 10 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Bình tưởng chừng gặp khó khăn trước các cô gái Nghệ An, nhưng cuối cùng các cô gái Thái Bình đã giành chiến thắng đầy thuyết phục. Tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc năm 2020, những ứng viên trong ngôi vô địch nội dung nữ đã lần lượt ngả mũ trước sức mạnh của các cô gái quê lúa. Đoàn quân của chiến lược gia trẻ Trần Văn Giáp thắng tuyệt đối sau 4 trận đấu tính từ đầu giải sau khi hạ đối thủ lớn nhất nữ Thành phố Hồ Chí Minh với 3 set trắng. Tiếp sau đó, các đội Vĩnh Phúc, Hậu Giang và Nghệ An cũng chịu thất bại tương tự. Để có chuỗi thành tích ấn tượng này, cánh chim đầu đàn Bùi Thị Huệ cùng lứa đàn em đã chơi cực hay sau vòng 1. Có thể thấy sự trưởng thành ít nhiều sau các trận đấu tại Nghệ An hồi tháng 7 của những cô gái trẻ quê hương Nam Tấn. Ngoài khát khao thể hiện mình thì niềm tự hào của cái nôi bóng chuyền Việt Nam cũng giúp những cô gái trẻ đang chơi ngày một hoàn thiện hơn. Mùa này không chỉ người dân quê lúa mà ngay cả người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đều mong muốn Thái Bình trở lại giải vô địch quốc gia vào năm sau, mùa giải 2021. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo chương trình, như thường lệ, sẽ là thời lượng của mục Tiếp sức đến trường.